năm nay là năm thứ 10 giai điệu mùa thu được thực hiện. Cái sự phát triển của nó sau 10 năm đã là rất lớn. Liên hoan giai điệu mùa thu 2015 sẽ rất thú vị, là ở chỗ chúng ta có nhiều phong cách, chúng ta có nhiều ngôn ngữ thời đại khác nhau, chúng ta có nhiều cái khía cạnh của nhiều trường phái khác nhau. Chương trình chúng tôi là đã có những bước đột phá mới trong việc xây dựng nội dung và cả hình thức biểu diễn để phục vụ đông đảo quần chúng. Giai điệu mùa thu luôn luôn đem lại những cảm xúc rất là đặc biệt đối với mình. Trong chương trình lần này thì là mình cảm nhận cái phần mở màn của cả một cái lễ hội thông qua cái chương trình ngắn gọn này, cũng đem đến những cái tinh hoa nhất, những cái hướng đi mà nhà hát và Hưởng đang muốn làm cho những năm sắp tới. Ngoài cái ý tưởng nghệ thuật thì mình muốn đây là lần đầu tiên mình chia sẻ với nghệ sĩ múa Việt Nam và làm vở múa đương đại do người Việt Nam làm với người Việt Nam. Anh em diễn viên và biên đạo đang rất là hứng khởi, cũng hết mình tập luyện gần như 110% công sức. Mỗi một điểm nhấn trong 11 chương trình này nó đều mang một cái dấu ấn đặc sắc riêng. Chúng tôi sẽ đem tất cả sức lực, lòng đam mê, sự sáng tạo và tài năng của chúng tôi để phục vụ cho các bạn.